Kính thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề nói về đường trí đạo. Đường trí đạo đôi là đường trí đạo, có hai đường trí đạo trong lòng bàn tay mình thì ý nghĩa như thế nào? Đúng không quý cô chú, anh chị em? Có giàu không, có nghèo không, hay là như thế nào? Mình cũng muốn biết con em mình tương lai sau này có hai đường trí đạo thì lớn lên con em mình sẽ làm như thế nào đó. Nếu như Tiết Già chia sẻ, nếu như mà con em mình đã trong lòng bàn tay đã có hai đường trí đạo song song, phải thẳng phải đẹp nha quý cô chú anh chị em, phải thẳng phải đẹp, thì đứa bé này nửa sau trở thành một vị bác sĩ, một vị giáo sư, một người rất là nhân hậu, một thiên tài trong xã hội. Người này không có làm công nhân xí nghiệp bình thường đó, người này là học rất là cao, tự nhiên dù nghèo cũng phải học. Nghèo thì đứa bé này lớn lên sẽ được học bổng, được đi du học nước ngoài, tại vì trong lòng bàn tay đã có hai đường trí đạo rồi, thì cái sự trí thức của đứa bé này khi ngồi ghế nhà trường là đã học giỏi rồi, đúng không quý cô chú anh chị em? Rồi lớn lên dần 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 thì đứa bé này rất là ngoan ngoãn, rất là hiểu đời đó. Khi đứa bé này lớn lên là đứa bé phải chọn những cái ngành nghề có liên quan đến giống như là nghề mà giống như nghề rất là nhân văn xã hội, nghề để dành giống như là cứu đời cứu đạo, và cái những cái ngành nghề mà có ích cho xã hội như bác sĩ hay là giáo sư, những cái ngành nghề mà liên quan đến cũng như là nhân cách của con người. Những đứa bé này đó mà phải xem cho kỹ nha quý cô chú anh chị em nha, nó nguy hiểm cái chỗ này. Nếu như hai đường trí đạo song song với nhau mà có những cái đường nó mờ nhạt, nó cắt đứt mà mình vô tình mình không thấy, rồi mình xem trên bàn tay của mình nói rằng mình có hai đường trí đạo, chắc có lẽ mình có trí thức dữ lắm, nhưng mà cuối cùng rồi thì cái trí não mình nó sẽ, cái tần suất á, suy nghĩ rất là cao, nó sẽ loạn não luôn nha quý cô chú anh chị em. Giống như tại sao mà mình có con em mình tự nhiên học rất là giỏi, mà khi đi học tới mà đại học là tự nhiên em bé đó là giống như là điên loạn, không có học được, là lý do cái đường trí não nó bị cắt đứt, nó bị mờ nhạt, mà hai cái đường trí não song song mà nó không đẹp, tức là nó làm cho cuộc đời của người hai cái đường trí đạo này nó sang một trang khác. Trong khi người ta có hai đường trí đạo mà hiện giờ người ta là giáo sư bác sĩ, đúng không quý cô chú anh chị em? Cho nên rất là nguy hiểm. Còn mình cũng có hai đường trí đạo mà cuộc đời mình cũng rất là gian nan, là tại vì cái đường trí đạo của mình, hai đường trí đạo của mình song song không có đẹp, rồi nó bị cắt đứt, nó bị mờ nhạt, nó bị những cái đảo sắn vô, tức là mình có trí thức mà tại vì mình có một cái nghiệp chướng ba đời cho nên mình chưa có trả xong, thì mình vẫn còn cái nghiệp mang. Cho nên ha, cái trí thức mình suy nghĩ quá tần suất thì mình sẽ giống như là cuồng loạn điên luôn, rồi cuộc đời mình nó sẽ rất là khổ nó. Cho nên hai đường trí đạo á, một á là rất là tốt, còn hai là rất là nguy hiểm, là cái chỗ này nha quý cô chú anh chị em. Mà nếu như hai đường trí đạo á mà trong cái lòng bàn tay phải hồng hào đó, rồi phải đẹp, thì cái lòng bàn tay hồng hào đẹp, hai đường trí đạo thẳng thì mới là kết quả tốt đẹp của những nhà mà giống như là bác học nè, rồi người ta suy nghĩ ra, sáng tạo, sáng chế ra những cái đồ vật mà mình xài hiện tại bây giờ nè. Đó là những người, toàn là những người có những hai đường trí đạo không à. Có khi có cả ba đường trí đạo luôn, thì cái não của người ta luôn luôn là gấp đôi. Giống như là mà trí nhớ của người ta rất là nhanh. Ví dụ như mình ngồi ghế nhà trường, mình học một bài học, mình học hoài luôn 30 phút, 20 phút mình còn chưa có thuộc, còn cái người này người ta nhìn sơ qua cái là người ta nắm luôn.
người ta thuộc luôn. Cho nên từ chỗ đó những cái nấc thang trường đời của người ta bước nhanh hơn mình, đúng không quý cô chú anh chị em? Mà cái đường trí đạo đôi này đó hen, là thiên về giống như là bác sĩ, kỹ sư hay là luật sư thì nhiều nha, chứ cái này ít có khi nào mà rơi vào cái chuyện mà thương mại kinh doanh lắm. Từ cái người này á, họ có một cái lòng nhân vĩ đại, cho nên họ sử dụng cái trí thức của họ đó để làm cho đẹp đời, đẹp đạo, đẹp xã hội, có ích cho xã hội, ích cho đời, ích cho dân chúng. Chứ họ không bao giờ mà đem cái đường trí đạo, trí sự, trí thức của họ mà họ giống như họ mở ra thương mại hay gì. Cho nên những nhà mà bác học, bác sĩ á, là người ta có những cái đường trí đạo này, người ta có thể viết sách để lại cho đời, dạy con em chúng ta, cũng như là học cách làm người, hoặc là học những ngành nghề y khoa, những cái sách mà gọi là giống như là giáo sư gì đó mà để lại cho quý cô chú anh chị em. Hoặc là người ta nghiên cứu những cái y khoa, những cái sách vở, những cái gọi là giống như là cái tài năng của người ta, người ta đem ra sử dụng á, là phải đúng nơi đúng chỗ. Tại vì người ta có cái đường trí đạo đôi lá, không bao giờ mà người ta đem cái trí thức này á là người ta mà để kinh doanh hết á. Tức là cái lòng nhân ái người ta quá cao. Cho nên đôi khi đó, nếu như cái người này á mà những không có những cái đường may mắn, không có những cái gò may mắn, thì họ cũng rơi vào cái cảnh gọi là bình thường, chứ cũng không có được là tỷ phú nha quý cô chú anh chị em. Nhưng mà cái bình thường của người có được hai đường trí đạo là như thế này: họ vẫn có nơi ăn chốn ở, giống như là nhà cửa ấm no hạnh phúc, vợ con hạnh phúc, chứ họ không có giàu là tại vì họ không có những cái gò doanh nghiệp, những cái đường nổi lên may mắn. Rồi đôi khi á, rồi hai cái đường trí đạo này á là họ không có được mà may mắn, rồi làm sao mà giàu được, đúng không quý cô chú anh chị em? Giàu là phải cộng vô cái sự gọi là may mắn mới được. Chứ đây là nói về trí thức, chứ không có nói về cái sự giàu. Mà đã trí thức á, cao á, thì không bao giờ nghèo. Tức là người này á, từ hồi nhỏ lớn lên á, là người ta không bao giờ nghèo. Người ta từ cái bậc trung trở lên nha quý cô chú anh chị em. Đó, nhưng mà người ta bậc trung trở lên mà người ta học hành á, là luôn luôn lúc nào người ta cũng có giống như là có nhà tài trợ, và người ta học rất là giỏi, dù mà nghèo cỡ nào cũng học giỏi hết á. Bởi vì khi mà xem một cái tướng số á, thì nó cũng rất là khó, miễn sao mà trong cái lòng bàn tay của mình á, mà nó phải vuông dứt, nó hồng hào, thì cái tướng số đó mới đạt kết quả cao. Rồi, hai cái đường trí đạo của mình, đúng không, mà nó rơi vào cái bàn tay mà giống như nó không, nó tròn trịa, nó nhọn á, nó nhọn, nó không có vuông. Tự vì bàn tay vuông á, thì bàn tay mới là người trượng phu đó. Rồi nếu như cái bàn tay mà nó tròn, mà hai cái đường trí đạo này nó nằm vô trong cái bàn tay mềm mại, tức là cái bàn tay yếu ớt, thì cái người này vẫn làm được những cái công việc giống như là giáo sư, mà gọi là anh văn đồ, những cái bậc thầy đó, mà thầy nhà trường, đúng không quý cô chú anh chị em? Chứ chưa lên tới người sáng tạo sáng chế, chưa lên những cái bậc mà gọi là đối nhân xử thế, những cái người mà gọi là tiếng tâm mà để lại với đời. Tại vì hai cái đường trí đạo này phải tùy thuộc theo cái tướng của bàn tay, đúng không? Đó, theo cái tướng của bàn tay. Mà cái tướng của bàn tay á thì phải nói lên cái tướng người nữa, cái tướng người đó. Rồi nếu mà như mà hai cái đường trí đạo mà đôi như thế này, mà đi với cái bàn tay mà vuông, đúng không, cái bàn tay vuông, cái tướng tay hồng hào, thì người này mới chính là người mà gọi là xuất chúng trong xã hội đó quý cô chú anh chị em. Cho nên khi mình xem một cái tướng tay đó, mình phải xem tổng thể, chứ không có thể nào mà xem hai cái đường trí đạo không hết đó. Nếu mà xem hai đường trí đạo không thì cũng có rất nhiều người bây giờ có hai đường trí đạo mà vẫn giống như là một chiếc xe Honda
bình thường, rồi cũng có vợ có con, rồi cũng là một người thầy giáo bình thường, cũng không có được mà thăng quan tiến chức gì hết, đúng không quý cô chú anh chị em? Tại vì cái đường trí đạo mà đi với những cái bàn tay mềm mại á, là coi như là cái đường trí đạo đó, hai đường trí đạo đôi mà bàn tay mà tròn trịa mềm mại, bàn tay nhọn lên không có vuông, thì không có hưởng cao nha quý cô chú anh chị em nha. Tiết già chia sẻ rất là thật lòng luôn, tại vì Tiết già học sách rất là kỹ, cho nên á đừng nhìn là giống như tôi có hai đường trí đạo chắc có lẽ nữa sau tôi làm dữ dằn lắm, không có phải như vậy. Mình phải nhìn lại cái tướng tay của mình đó, cái tướng tay của mình coi đúng chuẩn hay không, thì hai cái đường trí đạo này mới là hưởng đủ chuẩn, đúng không quý cô chú anh chị em? Tiết già chia sẻ rất là thật tình, video đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.